Ngày 9 tháng 12 năm 2015, tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương đã tổ chức lễ khánh thành đóng điện và đưa vào vận hành công trình đường dây 110 kV Hải Dương 2 Hòa Phát. Đây là một trong những công trình của ngành điện chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Đường dây 110 kV Hải Dương 2 Hòa Phát được triển khai đầu tư nằm trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương đã được Bộ Công Thương phê duyệt với mục tiêu cung cấp nguồn thứ hai cho trạm biến áp 110 kV Hòa Phát, tạo mạch vòng liên lạc phía 110 kV giữa các trạm biến áp 220 kV Tràng Bạch, trạm biến áp 220 kV Hải Dương 2 và nhà máy nhiệt điện Hải Dương. Dự án có tổng mức đầu tư là 33 tỷ đồng với quy mô xây dựng với 19 vị trí cột thép và kéo mới trên 6.077 km đường dây mạch kép 110 kV. Phát biểu tại buổi lễ, ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đánh giá cao những nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương trong quá trình thực hiện dự án. Đường dây 110 kV Hải Dương 2 Hòa Phát đóng điện vận hành là một trong những hoạt động tri ân khách hàng của ngành điện nói chung và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương nói riêng. Trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương phải luôn nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của ngành, của tỉnh giao nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng ngày càng cao, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.